Vâng, xin chào ngày mới anh chị và các bạn. Như đã nói, Học viện Acopi Phú Sơn chúng tôi sẽ phát hành một bộ video liên quan đến những cái lỗi báo, những cái bệnh thường gặp trên nhãn hiệu máy photo Toshiba. Và rất nhiều những cái ban bệnh thời gian vừa qua anh chị đã phản hồi và đề xuất chúng tôi làm thành video giúp cho anh chị và các bạn, những người đang làm nghề, những người đang là chủ cơ sở kinh doanh photo ở những vùng sâu vùng xa không có cái điều kiện tiếp cận với dịch vụ kỹ thuật, sẽ có những cái giải pháp, những cái đồng hành để anh chị và các bạn giải quyết những cái vấn đề mà máy anh chị và các bạn sử dụng gặp phải. Chúng tôi sẽ làm mẫu khoảng 10 ban bệnh trên cái model E656. Và chúng ta biết là hãng Toshiba hay các hãng khác thì có rất nhiều những cái phân khúc, rất nhiều những cái model dành cho những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Và chúng tôi lựa chọn cái model E656 này để hướng tới cái sự hướng dẫn rộng hơn với những cái đối tượng mà anh chị và các bạn dùng nhiều để tự kinh doanh, tự vận hành máy, và khi mà gặp sự cố thì anh chị và các bạn cũng có thể tự giải quyết vấn đề được. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng anh chị và các bạn để lắng nghe và tập hợp những cái đề xuất giúp cho những cái video sau sẽ đi đến những cái vấn đề cụ thể mà nhiều anh chị và các bạn gặp phải mà khó khăn trong vấn đề giải quyết. Vâng, trước khi vào video chính thức của một cái lỗi báo, một cái ban bệnh cụ thể nào đó của hãng Toshiba, thì chúng tôi sẽ ở video này chúng tôi sẽ review đến anh chị và các bạn cái cách chúng ta nhận diện tổng quan máy photo Toshiba gồm bao nhiêu phần, tháo lắp như thế nào để khi mà gặp những cái ban bệnh, những cái tình huống lỗi hoặc những cái sự cố thì chúng ta có thể tiếp cận và sửa chữa một cách hiệu quả và đi đúng cái vấn đề mà chúng ta đang tìm kiếm. Giống như là chúng ta làm nghề sửa chữa điện cũng vậy, khi trước khi tiếp cận cái công trình, cái ngôi nhà mà gặp sự cố về điện mà chúng ta là người thợ được mời đến, thì chúng ta cần phải có cái sơ đồ điện của cái tòa nhà đó, của cái công trình đó, và chúng ta phải có cái nhìn cơ bản về những cái vị trí lắp đặt cơ bản thì chúng ta mới tiếp cận. Và như vậy thì khi mà gặp cái trở ngại trong vấn đề sự cố thì chúng ta sẽ tiếp cận được cái vấn đề cụ thể và đi đến cái kết quả tốt nhất. Và video đầu tiên này chúng ta sẽ cùng review khi để tiếp cận xem là máy photo Toshiba, thì với những anh chị và các bạn đang làm kỹ thuật viên, đang làm quen với một nhãn hiệu máy nào đó, ví dụ như là Ricoh, Xerox hay một hãng nào đó, thì ở video này khi mà anh chị và các bạn trải nghiệm cũng sẽ có một cái góc nhìn máy photo Toshiba chỉ khác ở những cái phần này. Như vậy là giúp anh chị tự tin hơn khi mà anh chị đã có kiến thức, có tay nghề rồi. Thì khi mà sang máy Toshiba qua video hướng dẫn của chúng tôi, anh chị thấy là máy Toshiba nó khác như này, tôi cần phải tiếp cận như này để tháo cụm sấy ra, tháo cụm room ra chẳng hạn như vậy. Như vậy là sẽ một phần có giúp cho anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về máy Toshiba khác với nhãn hiệu anh chị đang làm quen hàng ngày, và như vậy cũng sẽ là một cái hỗ trợ cơ bản để giúp anh chị giải quyết vấn đề. Và cái đối tượng chúng tôi nhắm đến nữa đó là những anh chị và các bạn ở xa, những cái vùng xa mà không có cái điều kiện để tiếp cận với dịch vụ kỹ thuật, hoặc là phải rất lâu mới có cái dịch vụ kỹ thuật đến vị trí đặt máy của anh chị để hỗ trợ anh chị được. Như vậy là cái thông điệp chúng tôi làm video đó là nhắm tới nhiều người dùng, nhiều đối tượng khách hàng, nhiều những anh chị có thể áp dụng để xử lý những cái vấn đề anh chị gặp phải. Vâng, trên màn hình anh chị và các bạn đang là một cái model như tôi đã nói, đó là E656. Về cái phần kết cấu cơ bản như là ở trên là hệ thống quang, phần giữa máy là buồng chính, phần dưới là khay chứa giấy, thì tôi chỉ view qua để chúng ta có cái nhìn tổng quan bên ngoài trước. Còn về bên trong, về hình khối bên trái bên phải của máy, chúng ta đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần tiếp cận để anh chị và các bạn có một cái sự đối chiếu với cái chuyên môn chúng ta đang làm của hãng khác. Còn với những anh chị và các bạn đã dùng máy một vài năm nay rồi, hoặc là mới tiếp cận, mới mở cửa hàng mua sắm một cái máy model nào đó của hãng Toshiba để kinh doanh, thì anh chị cũng có cái nhìn luôn để khi mà gặp sự cố thì anh chị cũng có cách để chúng ta giải quyết. Thì ở phần này tôi chỉ sơ qua thôi, như tôi đã giới thiệu ở những nhiều video trước rồi,
hoặc là những anh chị và các bạn là tham gia những khóa đào tạo của chúng tôi, chúng ta biết rồi, hệ thống quang phía trên tất cả các nhãn hiệu máy giống nhau, hệ thống buồng chính ở phần này đây, và các khay chứa giấy tùy theo các hãng sản xuất, tùy theo model mà có từ 1 cho đến 4 khay giấy ở phía dưới này chứa và nạp giấy giai đoạn 1. Đó là theo cái lộ trình lý thuyết. Bây giờ tôi sẽ review để anh chị có cái cách nhìn nhận để so sánh với các hãng khác nhau. Nhìn mặt trước thì chúng ta sẽ thấy tổng quan máy photo của hãng Toshiba model 656 này. Thì nhìn tổng quan chúng ta sẽ thấy nó sẽ giống một số model nào đó của một cái hãng máy photo nào đó, ví dụ như của hãng Ricoh chẳng hạn. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì phân khúc máy công nghiệp, những máy kinh doanh cơ bản mà chúng ta thường gặp nhé, tôi nói ở góc độ thường gặp ở những cái cửa hàng photo kinh doanh, những cái công ty in ấn dịch vụ sau in, thì thường chúng ta sẽ thấy hai cái model chủ lực đó là của hãng Ricoh và của hãng Toshiba. Chúng ta có một góc nhìn sơ bộ trước này. Với Toshiba hoặc là một hãng Ricoh anh chị đang làm quen, chúng ta biết là muốn tiếp cận bên trong buồng chính thì chúng ta cần phải mở cửa trước. Đây là thiết kế cơ bản giống nhau. Nhưng với hãng Toshiba thì gì? Tôi có cách mở như sau. Ở vị trí mở, nhà sản xuất sẽ để những cái vị trí để tôi có thể đẩy mở. Đây là cái khoang cửa thứ nhất. Chúng ta mở ra, chúng ta nhìn thấy bên trong này. Và thiết kế hộp mực cũng như các hãng khác mà thôi. Với dòng máy công nghiệp lớn, tốc độ sao chụp nhiều và cái khối lượng sao chụp trên tháng lớn, thì thường nhà sản xuất sẽ thiết kế cái hộp mực lớn chứa đến hàng kg mực, để chúng ta không tốn nhiều thời gian để châm mực hoặc là đổ thêm mực. Cái khoang thứ hai thì khi chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy cái cấu kiện mặt cắt bên trong nhiều hơn. Khi tôi đóng trở lại thì tôi sẽ thấy như sau. Tôi sẽ có cách mở, đó là mở duy nhất một thao tác để ra cả cái khối cánh cửa này. Như vậy là anh chị và các bạn cũng đến đây cũng sẽ có những cái so sánh sơ lược ban đầu, là mỗi hãng sẽ có một cái thiết kế đóng mở khác nhau mà thôi. Đương nhiên rồi, trong cấu kiện bên trong, cái hình khối bên trong, cái cách tháo mở bên trong cũng sẽ khác với những cái nhãn hiệu máy mà anh chị đang làm thường xuyên. Bởi vậy nên chúng tôi mới làm video review trước khi đi vào những cái video chia sẻ ban bệnh. Tại vì chúng ta nắm được tổng quan, nắm được cách tháo lắp chi tiết từng module, từng phần của máy, thì chúng ta mới, khi mà tôi chia sẻ ban bệnh thì anh chị và các bạn dễ tiếp cận hơn, dễ thực hành theo video hướng dẫn của chúng tôi hơn. Đó, đấy là hai khoang cửa. Và đơn giản thôi, nhà sản xuất họ cũng thiết kế đó là khoang thứ nhất và khoang thứ hai được kết nối với nhau bằng một nam châm. Đó, thế thôi. Chúng ta có thể mở là cái khoang hai. Ví dụ như là để mở nạp mực thì chúng ta chỉ cần mở cái khoang cửa trên. Nhưng khi để mở tiếp cận bên trong thì chúng ta cần phải mở cả hai khoang ra. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách tháo bên trong ra để chúng ta có cái nhìn. Khi mà mở cái mặt cửa trước ra, cái mặt cắt toàn bộ cái khoang chính, cái buồng chính của máy đang hiện trước cái màn hình của anh chị, và chúng tôi sẽ hướng dẫn để chúng ta có cái tiếp cận sâu bên trong, tháo lắp chi tiết bên trong. Đến đây thì nhiều anh chị và các bạn làm quen hãng Ricoh đã có một cái nhận thấy một cái khác biệt cơ bản rồi. Với Toshiba đến đây thì chúng ta vẫn nhìn thấy toàn bộ mặt cắt, đó là những cái vỏ ốp, đó là những cái chi tiết mà chúng ta chưa được nhìn thấy tiếp cận bên trong. Còn với hãng Ricoh thì khi chúng ta mở ra như này thì chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết nó dễ quan sát hơn, nhìn cái chiều sâu dễ dàng hơn để định dạng hơn. Tôi sẽ mở thử hộp mực này với hãng Toshiba. Đây nhá, anh chị khi mà mở chi tiết gì đó anh chị hãy quan sát này, điểm đến, điểm đầu này, điểm đầu là đóng này, điểm cuối là mở hết cái phần tiếp xúc này. Đây là giới hạn cuối cùng. Nếu chúng ta tiếp tục thì sao ạ? Nó sẽ tác động đến thanh này, đến vị trí này. Nếu để cần thay hộp mực thì chúng ta chỉ đến đây là chúng ta có thể rút hộp mực để thay được rồi. Và khi nhà sản xuất họ thiết kế, họ cũng sẽ nhắm đến cái sự tiện dụng cao nhất cho kỹ thuật viên khi thay thế linh kiện này, cho người dùng khi mà nạp bình mực mới này, đến đây được có thể thay. Và đến đây chúng ta cũng có thể đối chứ so sánh một chút rồi. Với Ricoh, những cái dòng phân khúc công nghiệp thì chúng ta có thể mở vuông góc 90 độ sang hẳn bên đây.
Đấy là một sự khác biệt. Nhưng mà để muốn mở bên đây thì chúng ta cũng phải, với hãng Recon thì chúng ta vẫn phải mở một cái thanh ốp nhựa. Rồi, chúng ta bắt đầu phân tích và tiến hành này. Như vậy là để muốn mở vuông góc cái hộp như bực sang đây, chúng ta thấy là đây là vị trí chúng ta cần giải tỏa trước. Đó là cái miếng nhựa ốp màu ghi này đang cản cái góc quay của hộp mực tối đa của chúng ta. Chúng ta sẽ mở này. Và khi mở bất cứ một miếng ốp, một miếng tre, một phía ngoài nào thì chúng ta sẽ nhìn nét cắt. Tôi tháo quen tay và trước khi tháo thì trước khi hướng dẫn video thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ demo trước để chúng ta có cái thời lượng video ngắn nhất có thể. Anh chị sẽ phân tích, đây là nét cắt. Để tránh trường hợp là khi mà đập vào mắt chúng ta là toàn bộ cái mặt cắt này, và cái phản xạ đầu tiên của những người không được đào tạo chuyên môn, đặc biệt là những anh chị dùng máy thôi, không có chuyên môn kỹ thuật, thì thường cái phản xạ đầu tiên là thấy ốc của chúng ta tháo. Thì video này tôi muốn anh chị và các bạn cũng sẽ thực hành theo đúng cái bài bản của kỹ thuật để chúng ta tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn. Chúng ta khi mà rời hai con ốc, tôi đã tháo được miếng nhựa ốp mà, tôi quay trở lại. Đó, hai vị trí ốc. Tôi bỏ sang một bên miếng ốp đầu tiên. Và đến đây tôi bắt đầu tiếp tục này. Tôi mở này. Chúng ta tiếp tục phân tích này. Nếu như để, tại vì hộp mực phía ngoài đang cản cái những cái phần tiếp theo của chúng ta bên trong, bao giờ chúng ta cũng tuân thủ là tháo lắp sẽ từ ngoài trở vào. Mà đến đây chúng ta thấy là tôi mở nghiêng một góc, tôi đã tháo ốp rồi. Tôi mở nghiêng một góc, hiện tại toàn bộ cái khối này đang cản để chúng ta vuông góc cái hộp mực ra. Như vậy là với hãng Toshiba, đến đây thì chúng ta cần phải giải tỏa hộp mực ra. Khác biệt một chút so với các hãng mà chúng ta đang làm quen. Tiếp tục phân tích, đây là cái đế hộp mực. Như vậy là cái phần kết cấu của nó sẽ đến đây, đến cái phần mà tôi mở ra đóng vào đây. Nó sẽ tách với phần này. Đây. Tôi sẽ tìm cái điểm. Khi tôi di chuyển tôi sẽ quan sát thấy này, đây cái đế này sẽ giữ bởi cái trục phía dưới này. Cái trục này. Vị trí trục. Và tôi sẽ tháo cái trục này ra. Anh chị chưa làm quen thì hãy phân tích cái dữ kiện, phân tích cái vị trí. Đây là vị trí trục để khóa cái chốt khoang mực này. Đây, tôi đưa ra gần đây để anh chị thấy. Có lò xo để chúng ta bắt cái khóa mà thôi. Đây, lò xo giúp chúng ta đẩy cái khóa lên và giữ bởi một con ốc duy nhất. Đến đây, chúng ta biết là để vận hành bơm mực xuống cái khoang hopper thì cần phải có động cơ, và động cơ hoạt động được thì phải có cái nguồn cấp vào, cái nguồn điều khiển. Thì đây là cái cụm dây cho cái cụm này. Tôi tiếp tục này, khi tôi mở ra tôi rút chốt khóa mực rồi, tôi sẽ phân tích tiếp này. Đấy, đến đây vẫn đang vướng tiếp. Như vậy là phía trên cũng sẽ có khóa. Đây là vị trí khóa phía trên, anh chị sẽ thấy vị trí ốc tôi mở đây sẽ có một cái khóa nữa phía trên. Đây, đây là chi tiết khóa phía trên. Vị trí vấu để vào cái lỗ tròn, vị trí này để vị trí vào vị trí bắt ốc. Chúng tôi hướng dẫn chi tiết như vậy để giúp cho anh chị và các bạn thực hành theo và làm tốt. Còn nếu anh chị và các bạn lần đầu tiên làm và một cái model nào đó khác một chút, muốn thực hành theo video hướng dẫn của chúng tôi, thì anh chị và các bạn vui lòng khi chúng ta trước khi rời ra, trước khi tháo ốc một chiếc hãy chụp hình lại. Đấy là cái bí quyết để giúp chúng ta khi lắp trở vô chúng ta không bị rối, không biết là lắp như thế nào, không biết là hồi nãy cái này mình tháo nó ở đâu. Hãy chụp hình lại cái chi tiết mình tháo ra. Rồi, đến đây thì tôi tiếp tục là tôi nghiêng một góc. Và bắt đầu tôi tháo hộp mực ra. Đây. Như vậy là tôi đã bê được hộp mực ra phía ngoài. Đây là toàn bộ. Ở cái phần cấu tạo tổng quan hình khối nguyên lý hoạt động của cụm này ra làm sao. Và khi cụm này không làm việc thì cái vấn đề gì, cái bệnh gì của máy sẽ xảy ra. Thì anh chị và các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để tham gia những cái khóa đào tạo cơ bản. Còn ở video này tôi chỉ hướng dẫn cách chúng ta tháo những cái module mà thôi. Tại chúng ta không đủ thời lượng để chia sẻ sâu. Tiếp này, đến đây thì với hãng Recon thì anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt cắt của cụm room, thì mặt cắt của cụm mực từ. Tuy nhiên cũng có những cái ốp, những cái ốp được thiết kế khác. Và quan sát là rất nhiều video tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn cái vị trí có để quay, để mở khi mà chúng ta mở cái cửa trước ra.
bao giờ nhà thiết kế họ cũng sẽ thiết kế những cái chi tiết nhựa mang cái màu đặc trưng khác hẳn cái màu tổng quan trên cái mặt cắt mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta thấy hai những cái vị trí màu xanh coban trên cái nền màu ghi này, có nghĩa là và kèm theo những mũi tên kèm theo, chúng ta thấy này, cần màu khác để tôi nhận diện này, mũi tên để tôi mở này, tôi mở, tôi gạt và tiếp tục đến những cái vị trí đều có mũi tên. Đây là vị trí mũi tên quay, quay, gạt xuống. Đó là cách mà tôi hướng dẫn để nhận diện anh chị. Như vậy là tôi muốn đi vô sâu hơn nữa thì tôi cần, trước mắt tôi sẽ làm một cái ốp nữa, ốp màu ghi nữa, và tôi cũng sẽ nhận định theo cái hình nét cắt. Và để tôi tháo ốc và tháo cái cụm này ra, cái ốp này ra, tôi tiếp cận sâu hơn, cũng giữ bởi hai con vít. Và anh chị và các bạn tháo ra, tôi lắp lại này. Nếu như lần đầu làm, đây là chúng tôi hướng dẫn anh chị thực hành theo, quên thì chúng ta có thể tua lại video để chúng ta xem lại. Nhưng nếu như không có sự hỗ trợ bởi video, bởi những người có chuyên môn hướng dẫn, hãy chụp hình tổng quan lại, sau đó tôi tháo ra. Lát nữa tôi chỉ cần mở hình lại, tôi có thể làm lại, lắp lại đúng như ban đầu. Tiếp này, đến đây thì anh chị và các bạn đã nhìn thấy mặt cắt của cụm room này. Và đương nhiên rồi, phía dưới thì cũng sẽ có những cái bộ phận khác thì tôi sẽ review dần dần để chúng ta hiểu. Đây là cụm mực từ này. Và đây là cụm để hồi thải. Với hãng Recon thì họ thiết kế cái cụm này phía sau. Khi chúng ta cắm vô phía sau thì cụm này được lắp đặt ở phía sau với hãng Recon. Cụ thể những cái model kinh doanh phổ biến như 7502, 9002, 903 vân vân. Đấy là mỗi hãng có một thiết kế khác nhau như tôi đã đào tạo lý thuyết rồi. Chỉ khác về kết cấu lắp đặt của nhà sản xuất thôi. Như vậy là khi họ lắp phía trước thì chúng ta cũng phải tháo phía trước, chúng ta mới tiếp cận phía sau. Thì toàn bộ cái thanh hồi này, cụm này đang che mặt cắt room của chúng ta đây. Như vậy chúng ta phải tháo tiếp, cũng bởi giữ bởi hai cái vít. Và cụm này làm gì, nó làm như thế nào, mà khi lỗi nó sẽ báo lỗi gì, và chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào nếu như chúng ta chưa có chuyên môn. Còn nếu như anh chị và các bạn đã có chuyên môn được đào tạo thì chắc chắn là vấn đề nguyên lý này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Và tất cả như tôi đã nói là cụm nào để muốn vận hành được đều có động cơ, đều có motor, hệ thống bánh răng, dây cu loa và đương nhiên rồi nguồn cấp và tín hiệu điều khiển. Anh chị lưu ý rất nhiều những chi tiết phụ như vậy để tháo rời từng phần, đồng nghĩa với việc tôi phải rút các rác ra. Thì khi lắp trở vô, hãy lắp bình tĩnh từng phần từng cụ, kiểm tra những cái rác cắm, tôi đã cắm rác chưa, đã chắc chắn chưa, đã tiếp xúc chưa, hãng hãy chuyển đến những cái bộ khác. Đấy là gợi ý của chúng tôi. Tiếp theo đến đây thì chúng ta tiếp này, chúng ta sẽ nhìn thấy rất khá rõ rồi. Đây là mặt cắt cụm room, đây là mặt cắt của cụm mực từ, và những cái chi tiết của các hãng sẽ được thiết kế khác nhau. Với hãng Recon thì khi tôi lắp cụm từ vô, tôi chỉ lắc sang bên trái để có một cái chi tiết cái khoảng khuyết khóa hai phần này lại với nhau, và được khóa bởi một cái mặt bích đen mà anh chị tháo lắp thường xuyên anh chị thấy rồi. Nhưng với hãng Toshiba họ sẽ thiết kế như sau. Đây là có cái cần gạt, anh chị thấy này, nhà này, tôi gạt lên này, gạt dựng đứng theo cái chiều này lên, đồng nghĩa với bộ từ khoang chứa mực từ sẽ tách khỏi bề mặt room, không tì sát nữa. Tôi gạt xuống này, tôi bật lên này, anh chị quan sát thấy này, đây là cái vị trí rất quan trọng, rất tinh tế. Anh chị các bạn lưu ý là với cái lỗi cơ khí này, rất nhiều cái ban bệnh liên quan đến cái thanh gạt này của hãng Toshiba, anh chị lưu ý. Trường hợp tiếp xúc không đều, khi mà độ cân không sự đối xứng, ví dụ như tôi nói là thanh gạt này sẽ duy trì cho cái bề mặt trục từ với bề mặt room, bề mặt chất quang dẫn room của chúng ta đồng đều cách nhau 1 cm ở mặt ngoài và mặt trong. Nhưng khi lỗi cơ khí này xảy ra thì sẽ dẫn đến cái độ chênh không đồng đều, độ tiếp xúc không đồng đều. Ví dụ ở đầu trong là 1 cm nhưng đầu ngoài cái khoảng cách xa hơn là 1,2 cm, dẫn đến cái lỗi liên quan đến bản copy. Mà anh chị và các bạn khi mà muốn sâu hơn về cái kiến thức như vậy, hãy đăng ký và tham gia những khóa đào tạo chuyên ngành về máy photo của Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi. Vâng, sau khi nhả ra, tôi cũng lại quay trở lại rắc cắm. Để vận hành được cái bộ mực từ thì động cơ
Rồi bánh răng dây cu loa sẽ được thiết kế phía sau để quay cái cụm mực từ này. Mặt cắt trước chúng ta thấy một cái dây cắm. Dây cắm này để nhà sản xuất họ theo dõi cái tỷ lệ mực trong cái khoang chứa từ. Và nhà thiết kế họ sẽ lắp đặt một TD sensor. Mà anh chị học lý thuyết anh chị biết TD sensor làm gì. Rồi chúng ta tháo một cái module tiếp theo, đó là cụm mực từ này. Và đến đây thì mặt cắt của cụm room phía dưới sẽ là cụm băng tải beo, cụm cao áp để truyền hình ảnh từ bề mặt chất quang dẫn sang tờ giấy. Và chúng ta biết tất cả những cái vị trí tì tiếp xúc nhà sản xuất họ sẽ thiết kế là khi chúng ta đóng vào để máy vận hành, chúng ta gạt khóa lên để những vị trí tiếp xúc với nhau để làm những cái công việc trong một cái chu kỳ sao chép. Nhưng khi chúng ta muốn tháo ra, anh chị lưu ý điều này nhé, tháo ra chúng ta phải tách để nhả cái vị trí tiếp xúc ra khỏi nhau. Giống như là ví dụ như là tôi hai cái bàn tay tôi bắt vào nhau để tôi làm, tôi giữ chặt một cái gì đó trong đây. Tôi đang nói cái quá trình nguyên lý hoạt động của máy photo cũng vậy. Nhưng khi tôi muốn rời ra thì tôi phải nhả hai cái này ra, sau đó tôi mới lấy cái vấn đề bên trong được. Như vậy là thứ nhất nhả mới lấy ra được, thứ hai là tránh tiếp xúc, khi tôi kéo ra kéo vô thì hai mặt tì vào nhau sẽ làm xước, làm hỏng cái chi tiết linh kiện của chúng ta. Với hãng Ricoh thì chúng ta biết là cái cụm mặt cắt room của chúng ta cũng sẽ được khóa bởi một hai con ốc và mặt bích đen mà chúng ta tháo hàng ngày, chúng ta biết. Và tháo toàn khối ra, thanh cao áp sẽ đi theo cái khối đó và chúng ta có thể tách rời. Có cách thứ hai là chúng ta cũng tháo thanh cao áp trước rồi tháo cụm room ra sau. Còn với hãng Toshiba thì buộc chúng ta phải tháo thanh cao áp ra trước. Các bạn phát hiện chi tiết gì không? Mặt cắt room của chúng ta sẽ giữ bởi một con ốc này, hai con ốc và ba con ốc. Với con ốc này thì cái tai của thanh cao áp đang che. Như vậy nhà sản xuất của hãng Toshiba sẽ thiết kế cho chúng ta là đó là tháo cái thanh cao áp ra trước, chúng ta mới tiếp cận được con ốc này. Hai ốc đối xứng, một ốc ở đỉnh đây, một ốc đây, 1, 2 và 3. Tôi tháo thanh cao áp ra trước. Nên ở trong phần lý thuyết thì tôi cũng nói rồi, chúng ta đang sửa máy photo chứ không phải là sửa một cái thiết bị đấy ghê gớm. Mỗi hãng có một thiết kế khác nhau nhưng nguyên lý tổng quan là giống nhau, nguyên lý vận hành nó giống nhau, tạo ra sao chép một cái bản từ bản gốc hoặc nhận kết nối in, thế thôi, tháo lắp khác nhau. Để tiếp đang làm quen Ricoh thì muốn tiếp cận Toshiba tôi cần phải review, tôi phải nghiên cứu cách tháo lắp này, rồi phần mềm giao diện của Toshiba như thế nào. Đó là cái cách mà chúng ta tiếp cận. Và tôi lại đây là một cái con ốc đặc trưng mà tôi vừa tháo vào thanh cao áp ra. Cái vị trí ốc cũng khác một chút này, anh chị, tôi để trên lòng bàn tay anh chị thấy. Với những kỹ thuật viên, những người đã làm lâu năm trong nghề thì cái nhận diện này rất đơn giản. Nhưng với những anh chị chủ cửa hàng photo kinh doanh máy bị lỗi và mở video hướng dẫn của chúng tôi ra để thực hành theo, để thực hành làm cùng ấy, thì anh chị và các bạn lưu ý nhé. Có những vị trí ốc đặc thù, như tôi đang cầm một cái ốc này bắt thanh cao áp đây nhé. Có khoảng khuyết để lọt vào cái lỗ rỗng trên cái thanh cao áp. Để che, tôi đưa luôn thanh cao áp lên anh chị nhìn thấy dễ này. Đây, chỉ này. Vừa giữ chặt vừa có độ lắc ngang lắc trái phải lên xuống. Như vậy là nếu như anh chị đổi một cái ốc khác, cái xác suất mà giữ thanh cao áp này không đúng, không chắc hoặc là không tiếp xúc sẽ xảy ra. Như vậy là nhiều người thắc mắc với chúng tôi là ô cái máy đang chạy bình thường, tôi tháo ra, tôi vệ sinh, tôi bảo dưỡng thôi. Thay vì nó tốt lên thì nó lại chuyển sang báo lỗi, hoặc là thay vì nó chạy được thì nó lại không chạy. Đó là cái lý do, cái giá trị của kiến thức mà chúng ta học để chúng ta làm trong bất cứ lĩnh vực, một cái chuyên môn nghiệp vụ gì chúng ta cần phải am hiểu. Đó là một gợi ý, cũng là cái để là điểm nhấn giúp cho anh chị các bạn khi làm mà học theo người khác hướng dẫn trong khi chúng ta chưa có kiến thức cơ bản, thì hãy lưu lại những cái bằng hình ảnh này, cái vị trí để anh chị không bị nhầm lẫn. Đó là điểm nhấn của chúng tôi, tất cả đều hướng tới đó là giúp cho anh chị làm tốt công việc của mình mà thôi. Khi đến đây thì chúng ta sẽ thấy để cụm room hoạt động được cũng sẽ cần phải có tín hiệu nguồn, tín hiệu điều khiển, những cái chi tiết sensor lắp đặt trên cụm room mà thôi. Và vị trí ba ốc để giữ mặt cái mặt cắt mà chúng ta nhìn thấy ở cụm room khi chúng ta mở ra, đây cũng sẽ là những cái vị trí cơ bản có một cái nét khác đặc trưng giữa Toshiba và Ricoh. Điểm nhấn khá ba con ốc anh chị tháo ra. Tôi muốn
giúp cho anh chị và các bạn hiểu cái điểm nhấn này, khóa và mở này. Đến đây tôi khóa này, tôi đang ở vị trí đứng ngược lên là khóa, tôi rút ra này. Cái điểm tì giữa bề mặt beo, bề mặt băng tải phía dưới và bề mặt chất quang dẫn rung của chúng ta là rất sát. Như vậy là cái xác suất tì sát sẽ dẫn đến cái tình trạng khi chúng ta kéo ra cả một cái hành trình hết cái đường chiều dài của rung ra sẽ dễ bị tiếp xúc, làm rách beo, làm xước bề mặt rung. Như vậy là chúng ta phải đóng xuống để tách cái mặt tiếp xúc giữa bề mặt rung. Đây là cụm rung, cụm chống của model E656 Toshiba. Anh chị nhìn tổng quan cũng thấy đúng không ạ? Khác một chút với Recon anh chị làm quen hàng ngày, khác cấu kiện thôi. Có thể khác màu sắc rung, khác những cái vị trí khung sườn, nhưng nguyên lý hoạt động là giống nhau. Rồi, đến đây thì anh chị và các bạn đã có cái nhìn sâu bên trong một chút. Tôi gạt, tôi đóng, tôi gạt, tôi đóng, anh chị có thấy cái mặt beo, tôi zoom một chút để anh chị các bạn quan sát này. Đến đây thì tôi muốn sử dụng ánh sáng đèn pin làm rõ một cái chi tiết này, giúp cho anh chị và các bạn có một cái đối chiếu luôn so với hãng Recon anh chị đang làm quen thì nó như thế nào, để chúng ta nhận diện cái vấn đề nó chi tiết hơn một chút. Tôi chiếu đèn pin làm sáng cái không gian bên trong buồng máy một chút để anh chị và các bạn quan sát cùng tôi. Cái vị trí màu nhựa phía anh chị nhìn thấy là vị trí để tách cái tiếp xúc bề mặt beo. Đây là cái phần mà chúng ta cũng để nhà thiết kế họ cũng để làm chúng ta làm cái thanh cầm để chúng ta kéo ra. Kéo ra. Và khi quay lại bên trong anh chị thấy này, tôi đang soi cái ánh sáng đèn pin. Đây là vị trí trục C2, trục đồng bộ trong ở trong cái đào tạo lý thuyết gọi là trục đồng bộ, nhưng mà trong cái giao diện mặt cắt của hãng Recon thì anh em kỹ thuật gọi là trục C2, hoặc là tùy vị trí thôi. Ví dụ nhà sản xuất họ làm cái nhựa màu xanh đặc trưng này, sau đó họ đặt chữ C2 nên anh em gọi đó là trục C2, còn trong lý thuyết nó là trục đồng bộ, nó đưa tờ giấy vào đúng thời điểm để khoảng cách lề đầu ra của giấy và lề cuối của tờ giấy đạt đúng quy chuẩn so với cái bản gốc, đó là khoảng cách mà gọi đó là trục đồng bộ. Với hãng Toshiba thì chúng ta thấy một điều khác biệt một chút. Tôi tua lại chậm một chút này, anh chị thấy tôi kéo ra thì trục đồng bộ phía dưới sẽ nhả ra, không tiếp xúc với trục đồng bộ phía trên. Còn với hãng Recon thì họ thiết kế đó là một cái khối liền kề và sử dụng lò xo làm lực đẩy tiếp xúc hạ, tiếp xúc hạ. Đấy, mỗi hãng chỉ đặc trưng khác nhau. Khi tôi kéo ra này, hai cái vị trí này, bề mặt trục này, tôi sẽ đứng về phía camera xem anh chị có nhìn thấy hình ảnh này không. Có rất nhiều cái ban bệnh liên quan đến phần này nhá, anh chị để ý một chút. Đến khi tôi nhấn như vậy là có nghĩa là nó sẽ rất là tinh tế, khi mà những cái bệnh mà chúng ta cần phải chi tiết một chút thì chúng ta dễ tiếp cận hơn khi mà chúng ta hiểu thực sự cái nguyên lý của nó. Đó, đây là vị trí ánh sáng đèn pin, và tôi sẽ làm sáng cái màn hình lên một chút nữa giúp cho cái hình ảnh được sáng lên, anh chị nhìn rõ. Đây là vị trí trục dưới, trục trên. Khi tôi kéo cụm beo băng tải ra thì hai trục sẽ nhả nhau ra. Khi tôi đóng vô này, anh chị thấy này, đây tôi soi cận cảnh, anh chị nhìn cái bạc màu trắng, anh chị nhận diện này, đóng vô, nâng lên. Và đó là toàn bộ cái quy trình khác nhau một chút giữa cái vị trí trục đồng bộ của hãng Toshiba và hãng Recon. Và phía dưới cái màu nâu đây cũng là băng tải beo, băng tải hình ảnh, băng tải cao áp bước 4 mà trong lý thuyết anh chị nếu tham gia khóa học của chúng tôi anh chị biết nhận diện được rồi này. Và cái nắp đậy màu đỏ phủ nhựa nỉ nhung ở bên trái hiển thị màn hình anh chị, đây là cái cụm sấy giai đoạn 3 cố định hình ảnh, sử dụng lực ép và nhiệt để làm tan chảy hạt mực thấm vào bề mặt tờ giấy. Và toàn bộ cái cấu kiện này hãng Toshiba sẽ thiết kế trên một khối đế, mà anh chị và các bạn quan sát sẽ thấy nó tương tự như một cái khay giấy ngăn dạng mâm để chúng ta có thể kéo ra ngoài, đặt trên một cái hệ dây, anh thầy có thể
anh chị có thể nhả ốc và bưng nguyên cái hệ mâm này ra ngoài. Hoặc là khi cụm băng tải beo hư hỏng anh chị cũng tháo riêng. Đấy là video này là chúng ta nhận diện mô đun, nhận diện cấu kiện tổng quan. Còn khi mà vào những cái ban bệnh cụ thể, ví dụ như là lỗi báo liên quan đến cụm báo cáo beo, thì chúng ta sẽ tiếp cận cụm này để tháo. Bây giờ ở video này chúng ta nhận diện trước cụm sấy, những cái lỗi báo liên quan cụm sấy, à đây là cụm sấy của Toshiba, tôi sẽ nhận diện và tháo nó ra, sửa chữa. Đấy là cái mục đích mà chúng tôi làm video này. Cái chi tiết tháo mở, cái vị trí đóng mở là cực kỳ quan trọng trong quá trình chúng ta tiếp cận để đi sâu ở bên trong sửa chữa những vấn đề máy gặp phải. Cái điểm nhấn của video này là vậy, tầm quan trọng rất là cao. Nhiều người hỏi bảo là tôi cứ tự mò mẫm cũng sẽ ra. Đúng như vậy, có những cái việc, có những cái vấn đề anh chị cứ mò mẫm nó cũng ra được vấn đề. Nhưng anh chị lưu ý là giống như chúng ta không có bản đồ ở đi giữa rừng ấy, hên xui có thể chúng ta đi từ đầu này xuyên qua đầu khác, thuận buồm xuôi gió. Nhưng hãy nhớ một chi tiết, nếu như lạc chúng ta sẽ không biết đường nào để đi nữa, có thể bỏ mạng ở trong cái rừng già đó, hoặc có thể là không bao giờ tìm được ra. Đó là cái ý nghĩa của kiến thức là như vậy. Nếu như không có định hướng, không có chuyên môn, tôi lạc tôi có thể quay lại từ đầu, tại vì tôi có chuyên môn. Nhưng nếu không có chuyên môn, nó mang tính chất hên xui, mò mẫm sẽ ra vấn đề. Nhưng lỡ bị lạc, lỡ bị làm sai, không biết tôi vừa làm sai cái gì. Nên là có những cái câu hỏi rất là thú vị từ phía anh chị đặt câu hỏi. Những người dùng bình thường thôi, vì đồng cảm, vì đặt vị trí của chúng tôi đến anh chị, nên chúng tôi mới làm những video chia sẻ này. Và chúng tôi cũng không nhằm mục đích thương mại hay là thu tiền những video này. Mà có những câu hỏi rất là thú vị, cũng liên quan đến chuyên môn của mình, nên nảy ra ý tưởng làm những video chia sẻ đến anh chị. Có những câu hỏi đấy, có những câu hỏi rất là đặc thù, đó là cái máy đang chạy bình thường, anh hay chị hay tôi chỉ lấy ra vệ sinh mà thôi, bây giờ lỗi không chạy gì được cả, báo lỗi luôn hoặc treo máy luôn. Thì chúng tôi cũng chỉ gỡ rối là nãy giờ anh chị làm gì, chúng tôi có thể hỗ trợ được không. Nhưng có những anh chị bảo giờ em tháo cụm room ra em làm vệ sinh, tháo cụm sấy làm vệ sinh rồi bây giờ nó báo lỗi. Có những cái chúng tôi cũng hỗ trợ rất đơn giản, nhưng cũng cái quả thực là hỗ trợ từ xa rất khó. Nếu như chúng tôi có điều kiện đứng ở đó tiếp xúc với cái máy của anh chị thì cái vấn đề giải quyết hỗ trợ anh chị rất rất đơn giản. Nhưng hỗ trợ từ xa rất khó, tại vì như tôi nói đấy, ví dụ như bạn gọi điện để cứu hộ giữa rừng già thì bạn phải cho chúng tôi cái vị trí. Tôi đang đứng ở vị trí vĩ độ bao nhiêu, kinh tuyến bao nhiêu, nếu như có định vị, nếu như các bạn thuộc đường. Thì chỉ là một các bạn liên quan đến sức khỏe, liên quan đến cái vấn đề gì đó các bạn cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ có một cái đến trợ giúp rất là hiệu quả. Nhưng các bạn bảo tôi chỉ đứng giữa rừng thôi, chỉ mô tả đấy, hoặc gần một cái cây nào đó thì trong rừng là toàn cây. Như vậy là để xác định mục tiêu các bạn cần trợ giúp sẽ là vô cùng khó khăn. Một điểm nhấn nữa, anh chị và các bạn quan sát, tôi đang mở bên hông phải khi mà chúng ta hướng đối diện với máy. Đây, chúng ta với hãng Toshiba thì họ thiết kế rất nhiều cửa bên trái, bên phải. Cửa này làm gì? Cửa này là để khi người dùng gặp sự cố về vấn đề đường giấy di chuyển, kẹt giấy dắt giấy để mở ra, thao tác lấy. Với những anh chị và các bạn làm quen Toshiba thì đánh giá đây là một trong những cái thiết kế thông minh. Có nghĩa là tôi mở full ra như vậy, tôi dễ quan sát hơn, tôi dễ lấy tờ giấy dắt ra hơn. Nhưng có những anh chị làm ở cái hãng khác thì lại phản biện như sau. Với cách mở như này thì tốn không gian đặt máy hơn. Vẫn không cần phải phân tích khoa học, chúng ta biết đúng là tốn không gian hơn. Anh chị phải trừ cái đường góc mở của máy so với cái giao diện mặt phẳng này. Anh chị sẽ thấy là với mở góc này thì cái khoảng cách tiếp xúc với tường phải trừ hao khoảng 60cm nếu chúng ta muốn mở phun cửa. Còn nếu chúng ta muốn mở góc nghiêng khoảng vài 30 độ, và đương nhiên phải mở đủ làm sao để đưa cái tay vô lấy tờ giấy. Đấy, thì cũng phải 30-40cm. Như vậy là khoảng cách trái phải của cái máy phải đảm bảo 50-60cm. Đó là những cái phản biện rất là thú vị liên quan đến những anh chị và các bạn dùng máy và đưa ra những cái tiêu chí, đưa ra những cái so sánh phản biện. Ở góc độ những video mà như hướng dẫn anh chị và các bạn làm chuyên ngành thì chúng tôi không đề cập đến những cái sự thông minh hay cái sự tiện dụng hay cái độ bền hay những cái ưu việt của hãng nào cả. Chúng ta chỉ bàn luận là góc độ chuyên môn kỹ thuật của chúng ta mà thôi. Còn chất lượng của máy này, những cái tính năng ưu việt của máy hãy để cho người dùng quyết định
cái sự đánh giá đó. Chúng ta là những kỹ thuật viên, những chuyên gia về máy móc của chúng ta phân tích ở góc độ kỹ thuật mà thôi. Đó là cái góc đánh giá chúng tôi mở rộng ra. Còn với hãng Zikon thì sao ạ? Anh chị và các bạn dùng ven thấy toàn bộ mặt này sẽ được đóng kín và cái quy trình để lấy giấy dắt ra sẽ được thiết kế đóng khung ở bên trong. Khay tay tôi không nói, khay tay hãng nào cũng sẽ mở ra và đóng vô được. Nhưng cái quá trình để dắt giấy, kẹt giấy để lấy ra bên trong ấy thì hãng Zikon họ thiết kế khóa luôn cái mặt này. Chúng ta sẽ mở cửa chính, tác động bên hông, nhưng bên hông bên trong để lấy tờ giấy ra. Quay trở sang cái bên hông phải, đối hướng đối diện. Khi chúng ta hướng đối diện máy, chúng ta cũng sẽ thấy một cái điều khác biệt một chút của hãng Toshiba. Đó là họ cũng thiết kế cửa mở bên hông phải để tiếp cận lấy tờ giấy dắt ra. Và đến đây thì tôi nói luôn là tại sao họ thiết kế cái bên hông phải này. Như chúng ta biết là để tờ giấy đi theo một quy trình khép kín gọi là bộ duplex đảo mặt của hãng Zikon thì toàn bộ cái quy trình đó đi theo một cái vòng tròn elip khép kín trong cái khoang máy luôn. Và bên vách phải của máy của hãng Zikon, anh chị làm quen anh chị thấy cũng sẽ làm một vách khóa luôn, bắt vít cố định. Nhưng hãng Toshiba mở ra chúng ta thấy bộ phần để hỗ trợ cái quá trình đảo mặt duplex để cho tờ giấy đi một cái vòng khép kín sẽ được kết hợp cả cái phần duplex bên hông này, đường giấy di chuyển này. Tôi sẽ review một chút để chúng ta hình dung một sự khác biệt khá thú vị của hãng Toshiba. Anh chị và các bạn sẽ thấy một cái chi tiết này. Đây, ví dụ tôi đặt tờ giấy vô đây. Đây, tôi mở ra thì anh chị mới quan sát thấy dễ dàng. Còn khi tôi đặt máy vô thì anh chị sẽ thấy là để tờ giấy đi một cái quy trình khép kín đi vào bộ duplex đảo mặt sẽ là một quy trình từ sấy này. Nếu như một mặt thì đương nhiên đi ra ngoài, hãng nào cũng vậy. Nhưng nếu hai mặt sẽ là một cái quy trình khép kín đi bên trong máy luôn. Từ sấy đi vào này, cửa này sẽ đóng mở cái lập là này. Lập là sẽ sử dụng cái solenoid. Đây tôi review luôn. Anh chị nhìn trên màn hình thấy không? Đây, cái lập là này cũng như tương tự như cái lập là đảo mặt. Mà anh chị xem những cái video hướng dẫn xử lý những cái ban bệnh kẹt giấy của hãng Zikon mà chúng tôi phát hành, anh chị cũng thấy cũng sử dụng một solenoid hút cái lập là để đóng mở. Mới với một mặt thì solenoid sẽ đóng để cho tờ giấy ra ngoài luôn. Hai mặt solenoid nhả, quy trình tờ giấy sẽ đi vào khoang này, đi xuống dưới và đến đây. Đây là vị trí cái lá hướng giấy bắt đầu đi vào. Và khi tôi quay này, tôi quay anh chị sẽ thấy tôi quay động cơ và hệ vận hành sẽ là dây cu loa đương nhiên rồi. Cái bàn tay tôi giữ tờ giấy là tôi để im, nhưng khi tôi quay, lực tì của lô cao su sẽ đẩy tờ giấy này. Tiếp tục một, đây là cái motor hai chiều anh chị nhé. Tôi quay trở vô này, đấy, tờ giấy ra. Xuống hết một quy trình này sẽ được cái miếng hướng giấy này chặn lại để đưa vào phía trong. Nên tại sao có những cái lỗi báo giấy của hãng Toshiba thì nó liên quan đến cửa đầu vào, cửa đầu ra. Ngoài cái vị trí mô phỏng cái tín hiệu dắt giấy thì hãng Toshiba kèm theo đó là những cái lỗi báo như là E, là C, là A. Thì ở phần chia sẻ những cái ban bệnh cụ thể liên quan đến những cái lỗi báo, những cái ban bệnh của hãng Tô, chúng tôi sẽ bật mí đến anh chị và cái hiện tượng và nguyên nhân cách xử lý như thế nào. Vậy là cái vị trí duplex trong máy là đâu ạ? Đây, tôi lại kéo cái bộ này ra trở lại để chúng ta hướng dẫn nhau một chút, nhận diện một chút cái bộ duplex khép kín theo hệ vòng nhưng kết hợp bên hông của hãng Toshiba. Phía dưới anh chị và các bạn cái vị trí nhựa đây, màu xanh. Tôi vừa ấn xuống mở ra. Đến đây thì anh chị biết là trên cái khối này, ngoài đặt cái bộ cao áp beo băng tải beo truyền hình ảnh bước 4 này, cụm sấy này, dưới gầm của toàn bộ cái mâm này sẽ là cái mặt đảo đường đi của tờ giấy trong cái bộ duplex trong khoang chính của máy. Tôi zoom sát đến vị trí nhựa màu xanh. Đây là cái vị trí quan trọng để giúp chúng ta nhận diện những cái vấn đề khi đường giấy di chuyển, lỗi mặt hai hay vân vân, khi đảo mặt thì gặp sự cố, chạy một mặt thì bình thường. Thì anh chị và các bạn, những người không được đào tạo sẽ hình dung theo hướng dẫn của tôi, đường đi của giấy là như vậy, đi vào đây, đi toàn bộ cái gầm khép kín này và quay trở lại cũng sẽ đến trục đồng bộ. Trục đồng bộ sẽ là vị trí
của bất cứ một tờ giấy nào, một mặt hai mặt phải đều phải đi qua. Đó, đấy là toàn bộ. Đi toàn bộ cái quy trình duplex bên hông, duplex dưới gầm, sau đó đi vào vị trí trục đồng bộ để vào tiếp tục một cái quy trình lấy hình ảnh từ bề mặt room và truyền sang cái tờ giấy. Đó là toàn bộ những cái module, những cái thiết kế tổng quan của một cái model E656 của hãng Toshiba. Và sau video này sẽ là những cái video chúng ta đi đến từng module, từng bộ phận khi mà máy gặp sự cố hoặc hư hỏng. Đó là toàn bộ cái ý nghĩa của video này. Hướng dẫn anh chị trước, nhìn tổng quan trước, nhận diện những module trước. Sau đó sẽ đến những video để chúng ta tiếp cận mục tiêu. Giống như là trước khi xây dựng một con đường, hãy vẽ một sơ đồ để đi, để xây dựng. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thiện một con đường một cách hoàn hảo. Tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại ở video cụ thể vấn đề ban bệnh của hãng Toshiba. Xin chào!